Lew Lew Đói Khum. Một quán bánh cuốn bán đêm lâu đời tại Hà Nội, nằm sâu trong con ngõ 109 Tôn Đức Thắng. Ngõ nhỏ, lối nhỏ và tối tăm thì liệu có ngon. Quán này thì đã có một vài bạn food reviewer đã từng khen rồi, nên là với một tình yêu to lớn dành cho bánh cuốn thì hôm nay tôi cũng phải thử xem là nó có ngon thật không hay là lại toàn cú lừa. Một đĩa như này là 35 cành cho 10 bánh. Cô nói là bánh chỉ được tráng từ bột gạo thôi, không cho gì thêm cả nên là bánh sẽ rất là mềm. Cơ mà đổi lại thì nó rất dễ bị rách với cả gắp hơi bị khó ấy. Bên trong thì chỉ có nhân thịt và hành phi thôi, không có mộc nhĩ nên là có lẽ nhiều bạn sẽ không thích điều này. Nhưng mà như thế thì bánh sẽ có nhiều thịt bên trong hơn và nhìn khá là núng nính. Chấm một miếng ăn thì cũng ok phết đấy. Nhân thịt nó nhiều, nhai ngập cả mồm. Tiếp đến thì phải hy sinh ngay miếng bánh cuốn trứng của cameraman để quay cho các bạn xem phần lòng đào bên trong. Tuôn chảy chưa. Những vị bánh cuốn trứng lòng đào thì béo ngậy luôn nhá. Thế nhưng mà tôi cũng hơi sốc một tí khi mà đĩa chả quế này thì lại phải mua riêng. 50 cành một đĩa 10 miếng. Nhìn miếng chả thái dày khá là thích mắt, cắn thử xem là nó có xứng với giá đỗ không nào. Cái miếng chả không bị khô, lúc nhai thì có một cái độ đàn hồi sần sật trong miệng khá là phê, thơm mùi quế.